Hồi nhỏ mình rất thích xem bộ phim hoạt hình Toy Story, câu chuyện đồ chơi. Mình cực kỳ ưa thích nhân vật Woody bởi vì cái sự lắm mồm và cái sự kiêu ngạo của cậu ý. Nhưng đó là bộ phim cute phô mai que hồi nhỏ. Còn bây giờ lúc lớn, nó là phiên bản kinh dị The Unmasked Toys, kiểu như là những đồ chơi bị lột mặt nạ. Vâng, nhìn đây là thì mình thấy có hai cái con Woody rồi này. Và thường thì bất kỳ một cái phiên bản kinh dị nào của những cái thứ cute hồi nhỏ, nó đều được đưa thành một cái kiểu không thể nào mà có thể tởm mơ được nữa. Đây, nhìn ở đây tôi đã thấy rồi này. Những hình ảnh rất là ghê rợn của đồ chơi cao bồi Woody. À, tại sao có thể vẽ được với cái hình này được nhỉ? Không biết trí tưởng tượng của những người không biết trí tưởng tượng của người lớn bị kiểu gì ấy các bạn ạ. Chứ phải phá hỏng tuổi thơ của chúng ta như vậy đấy. Rồi, vào cho được cốt truyện xem nào. Wow, chúng ta sẽ có 5 tuần đối đầu với rất nhiều những cái chú Woody khác nhau. Nào là Woody như kiểu Woody ma ám, rồi Woody cầm dao, Woody cầm súng. Ok, hơi căng nha. Rồi, chơi từ tuần 1 trước đi. Ok, tưởng tuần là phim cơ. Nhưng không phải, các bạn đã chỉ là một cái cảnh loading screen. 3, 2, 1, go. Vào luôn ạ. Là game lag hay là nó thực sự là nó chưa lên hình vậy? Ok, có nhạc từ từ rất nhẹ nhàng rồi đấy, nhưng mà mình chưa thấy hình đâu. Alo ạ. Thật sự là nhạc như này hả? Hay là mình phải bấm một cái nút gì đó, đúng không? Ok, nhạc đấu lên rồi này. Máu bị giảm kìa. Không máu kìa, 10% kìa. Có vẻ như là wow, đây là phiên bản Woody đồ chơi nhưng mà bị quỷ ám trong mồm lòi ra tay luôn. Vâng, không còn là cái lưỡi nữa mà là cái tay. Bản mẫu này cái giao diện đồ họa hơi sai nhá. Cái nút nó không có được liền liền. Là lỗi đồ họa đúng không? Ok, mình nói bắn nước bọt ra ngoài đó. Hy vọng các bạn không thấy. Là lỗi đồ họa đúng không? Mình chưa biết là mình đang điều khiển nhân vật nào đây. Mình đang kỳ vọng là ở trong cái bản mod này chúng ta sẽ được nghe những cái bài hát quen thuộc của phim Toy Story. Mình nhớ còn bài là cái bài gì ta? You are the friend in me. Thì đó, đó là you are the friend in me gì đấy. Nhưng mà không biết là mod này có không. Mà thường là phải có đúng không? Cái bài này là mình không biết là bài gì rồi đó. Ui. Ok. Chỉ là nó lóe sáng thôi mà giật cả mình các bạn ạ. Vãi trưởng, nó giơ ngón giữa mặt mình, các bạn thấy không? Nó lại giơ ngón giữa kìa. Thằng Woody này, mày tin tao tát một phát là mày lật mặt đâu à? Cho mày là mày vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình bây giờ. À đó, im rồi, biết sợ rồi. Rồi, hóa ra nó dồn sức để nó làm cái pha đó. Vâng, mình cứ tưởng là nó sẽ hù vào mặt mình cơ, nhưng không, nó chỉ hù như vậy thôi. Và nó là tuần 1 có một bài như vậy thôi hả, mà gọi là tuần nữa hả. Rồi, tuần thứ 2
Woody này, Woody gì đây? Woody này, Woody tranh vẽ à? Chứ không phải Woody ma quỷ gì sao? 3, 2, 1, go! What's everybody looking at? What? Hey, he slipped. I tried to. I couldn't hold that. It was an act. He slipped. Oh. I think he fell onto the street. Chúng ta có những ôm. Đúng là phiên bản tranh vẽ. Những đồ chơi trong bộ phim Toy Story. Và Crash Game. Hay. Hay lắm. May là nó không phải kiểu là bài cuối cùng trong một tuần gồm 10 bài. Ok, nó chỉ là một bài riêng lẻ nên là mình có thể chơi lại được liền. Rồi, vào lại nào. Hy vọng lần này sẽ không bị crash game nữa. Nào, đừng có crash 3, nữa nha. 2, 1, go. Hai bài rồi, bài nào cũng đếm ngược xong rồi là mãi xong mới được chơi. Hey, he slipped. I tried to. He guy couldn't hold it. It was an act. He slipped. Mang tiếng dài 3 phút nhưng mà thật ra là chỉ được chơi có 2 phút rưỡi à? He ain't going to pizza now. Woody, you deliberately threw balls out the window. À. Ồ, đoạn này là auto bị crash game nha. Ai à. Ai à, sao vậy ta? Để mình chắc có khi là phải giảm cái FPS xuống vì nghĩ là khi FPS của mình đang hơi bị cao quá. FPS là mình đang để 240 lận. Để xuống lại về 60 nhá. Để xem là nó có đỡ hơn không. 60 nữa mà vẫn không hề đỡ được thì thôi thua. 3, 2, 1, go. What's everybody looking at? Ok, đoạn này là mình nhớ là ở trong hình như là trong phần 1 luôn đúng không? Lúc mà thằng Woody đang cố gắng đẩy Buzz Lightyear xuống dưới cửa sổ à? Từ cửa sổ xuống dưới đất hay sao? Mình nhớ má như vậy. Oh, đúng luôn, về 60 FPS là chơi được luôn. Vâng các bạn ạ, máy mạnh quá cũng là khổ chứ. Lấy mấy cái mấy câu ở trong phim ra. If it wasn't for me, you would have been hauled away to Google a long time ago, so shut your mouth and get them off the bed. Ghê. Woody rất là ra dáng kiểu lãnh đạo, chỉ đạo về còn mọi người. Nhưng mỗi tội là càng chỉ đạo càng bị ghét. Khổ thế gì. Đúng là xem mốt này sau là mình phải thật sự phải xem lại cái phim này thôi. Hình như bây giờ là ra được 4 phần rồi thì phải. 4 phần hay là 3 phần ta? Hình như 4 đúng không? Ủa cái này như kiểu là ok đúng là trong phim luôn ạ. Cái cảnh trong phim này là đồ chơi đấy là kiểu lên án thằng khứ Woody này là hại Buzz Lightyear nên là quyết định là ném Woody xuống dưới y chang như là cách mà Woody đã từng ném Buzz Lightyear xuống từ cửa sổ rơi xuống đất. Hay phết. Và đến tuần thứ 3, tại sao thằng Woody này lại có đeo cái cánh của cái bộ bộ áo vũ trụ
của Buzz Lightyear ta. Gì đây, hơi căng nha. Đừng bảo là thằng Woody ở phiên bản này là nó đã tiêu diệt Buzz Lightyear để nó mặc cái bộ ấy vào nha. Có vẻ chúng ta đang phải chơi rất nhiều những vũ trụ khác nhau của thế giới Toy Story các bạn ạ. Còn cái này là còn gì nữa đây? Bay gì đấy? Oh, cái này là phần 4 luôn này. Có cái thằng cái thằng gì à? Cái thằng mà chúng ta đang chơi á, là cái thằng gì? Nó không biết tên là gì, mà nó suốt ngày nó kêu nó là giáp, mình nhớ thế. Đúng rồi. Oh, đúng là thằng Woody đã tiêu diệt rất là nhiều rồi. Ôi, mày như vậy. Ngón tay đảo, bấm nút đôi, khá là nhiều. Ôi, cái bàn hơn, ê máu để nhiều quá nha. Quả hơi cay nha. Hai bài hay ghê. Nó nâng độ khó lên hẳn so với tuần hai cái bài vừa rồi luôn đấy. Hay thật đó. Nhưng mà hơi tiếc vì cái quả miss kia nha. Mình ở lúc mà nó biến thành trắng đen á, thì đáng ra quả đó mình không miss là mình combo của mình phải nhiều hơn như này. Chắc phải rơi đâu đấy tầm, chắc phải 500-600 gì đấy. Rồi, còn hạt bay nữa chứ. Mỗi tuần là một bài. Ê, tại sao lại phải như thế nhỉ? Rồi, tuần thứ tư. Lần này Woody chơi hàng. Ô, oh! Có gặp Pico luôn sao? Pico cũng tham gia vào trận chiến với thằng Woody. 3, 2, 1, go. Như vậy là sẽ có bắn súng này. Có Pico là sẽ có bắn súng rồi. Nào. Ok. Khổ thân. À, Woody cầm dao vào đây. Ê, từ, lại cái. Ê, không biết là Pico hát trước luôn nha. 3, 2, 1, go. À, khớp Pico này. Ê, cầm súng vào phòng chơi dao. Ê, hơi bá đạo quá rồi nha. Đó, xem nào. Em bắn súng nhà đây. Ô.
lúc đó là mình phải bấm rồi mình bắn nó muốn đi này. Mỗi tội là cái nốt đạn nó rơi vị trí nốt đạn hơi ngu nha. Nó bị lệch ấy, lệch so với 4 cái nút mũi tên của mình. Đó. Ê, tôi biết một quả cay thật. Ô. 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 Nó mới chuẩn được các bạn ạ, chứ còn nếu mà để mà nút chạy trên đường dưới này á là nó sẽ hơi bị lệch lệch như vậy. Ok, mà bài này hay nha. Bài này đã nha. Rồi, và đó là tuần thứ tư. Đến với tuần thứ năm, đây, Woody nhận ra tác dụng của việc cầm súng rồi. Nên là đặt con dao xuống và cầm khẩu súng lên. Ok, này có vẻ chúng ta mới đầu chiến đấu đấu với cả boyfriend rồi này. À ý mình là boyfriend mới đấu được với Woody. 3, 2, 1, go. Tất nhiên rồi, lại phải đầu bài là phải che màn hình đi. Đấy, cứ phải thế không à, không thể hiện ra được liền. À, ok. Ok, thế rồi này hơi ghê nha. Ba thằng người ngoài hành tinh ba mắt đi treo cổ. Ui. Ui. Bút đi này, lũ đi quỷ ám này. Và bài hát dài 5 phút. Let's play forever. Ok, tên bài hát nghe phải hơi ghê nha. Nhưng mà mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi là 5 phút thôi. Chuyển cảnh luôn sao? Qua phong nền mới à? Wow. Thú vị đây. Phút đầu là ở một chỗ khác, phút tiếp theo là ở chỗ khác. Này là cứ mỗi một phút là một lần nó đổi vị trí à? Ok Woody, mày bây giờ thử xoay gương chứ đi. À, quả bồm kìa ôi. Tôi nó có một cái thòng lọng à? Cái thòng lọng. Nút màu đỏ hơi khó nhìn nha. Ô, còn chớp được một cái là mình không kịp để ý cái nút nó rơi xuống ạ. Từ từ mít.
hơi cay nha. Nhưng mà quả đó là game bắt mình phải mít rồi ấy. Cô kết hợp với nhau à? Ok. Ghê. Rồi, đổi địa điểm này. Không đổi địa điểm thì là từ buổi sáng thành buổi tối thôi. Sớm quá mít luôn. Một bài, thực sự một bài song ca khá là hay. Tuy nhiên chơi thì không đã tay lắm nha. Nghe thì ok đấy, nhưng mà chơi không đã tay bằng cái bài đấu. Đây cái bài mà đây này, bài 4 đây này. Pico chơi bài này là bấm đã tay hơn rất nhiều luôn. Và đó là 5 bài trong 5 tuần của chế độ cốt truyện. Và mình cũng chưa thấy cốt truyện ở đâu cả. Toàn là thấy là Woody ở đa vũ trụ không à. Toàn là Woody kinh dị không à. Đây này, ở ngay trong cái mấy cái hình ở dưới kìa đấy không. 5 thằng Woody kìa. Đấy, cái kiểu là đa vũ trụ Woody kết hợp với nhau ấy. Còn xem nào. Free play, các bạn ẩn không? Woody.ae. Wow. Ok. Out of here, Woody Black Friday. Ok. Woody Five Nights at Freddy. What? Misfit is dead. Ok, ai Woody cầm dao rồi, Pico này. Woody Lost Paris. Shut up Buzz. Wow, từ. Mình là chơi bài nào rồi ta? Một bài này là mình perfection chơi chưa ta? À, là ok, chơi là bài chơi rồi này. Thế thì tức có nghĩa là chỉ có bài 10 thôi đúng không? Shut up Buzz đúng không? Cấm mồm đi Buzz. Wow, gì đây, mặt trôn gì đây? Rồi, bài này là bài hề đúng không? Yeah. Mình là bên trái, điều khiển Buzz Lightyear. Yeah, tất nhiên đây là bài trôn lầy rồi. Xanh kiểu mim chứ không có rồi. Có chịu được kiểu
là khó. Ok, có sai với Miller, yes. Đúng rồi. Bài meme mà các bạn hiểu không? Đó. Đúng như kiểu là Làm video hài là phải có tiếng cười lồng lên á, để người ta biết mà cười á. Rồi đó. Vâng, mít khá là nhiều. Bởi thực sự là mình không thể nhìn được nút ở cái bài này các bạn ạ. Và nó là một cái bài meme. Ok, có thể gọi nó là bài meme, bài hề trong bản mod này. Ôi ơi, có vẻ như là Woody, có vẻ như là đúng là bài gọi là bài đỉnh cao của cái mod này là cái bài đấu với con Woody.exe này. Tuy nhiên, mình vẫn thích bài bài này hơn. Bài Misfit, cái bài này, No Regret đấu với cả Pico, nó hay hơn đối với mình như vậy. Và như vậy mình đã kịp đánh bại thành công Woody.exe rồi. Tuy nhiên là mình kỳ vọng nhiều hơn ở một cái bản mod mà lấy về Creepy Pasta, về một cái nhân vật đã rất là quen thuộc với trẻ con thời hồi xưa như thế này các bạn ạ. Nó ít, mình nghĩ rằng là nó phải đầu tư nhiều hơn, kiểu có một cái cốt truyện gì đấy nó xuyên suốt, hoặc là những cái chế độ, những cái lối chơi nó sẽ phức tạp hoặc là nó khó hơn. Còn như này thì nó quá là đơn giản. Đấy là kỳ vọng của mình. Còn có như nào thì chơi như vậy thôi vậy. Các bạn có muốn mình tiếp tục chơi những bản mod nào của tựa game Friday Night Funkin ở thứ 6 tuần sau? Hãy bình luận bên dưới để mình biết nhá. Khi nào có tập Friday Night Funkin tiếp theo, mình sẽ để ở bên này để các bạn có thể bấm vào xem cho nó dễ nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể xem một tựa game khác trên kênh YouTube của mình mà YouTube biết rằng các bạn cũng rất là thích xem. Mình sẽ hẹn gặp các bạn ở một trong hai video này nhá.